cái mặt trăng này và nó phản chiếu của cái mặt trăng trên này quý vị nhá. Đây gọi là cá chép trông trăng. Chú cá chép này thì đang đớp cái mặt trăng ở dưới hồ nước này. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Hiện tại đang là những ngày đầu tháng 3 năm 2021 và trong video clip của sáng hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu đến các bác là một đôi chanh bằng chất liệu gỗ cụ. Đây là chanh Lý Ngư Vọng Nguyệt, là đôi cá chép trông trăng đây. Đôi chanh này thì có kích thước là bề ngang là 47 và cao là 1m27. Đó, được đục chạm là đôi Lý Ngư Vọng Nguyệt này. Đây quý vị này, em quay gần hơn, chi tiết hơn để quay review giới thiệu cho mọi người biết. Có độ dày là 5cm nhé quý vị nhá. Rồi. Đôi này mà treo phòng khách thì là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Đi gần hơn một chút cho quý vị xem này, thì bên trên này là có chạm hai chữ, một bên là Phúc, chữ này là chữ Phúc này, và bên này là chữ Đức này. Đó, được Việt hóa Phúc Đức. Đó. Tiếp theo bên dưới này thì có hình ảnh là mặt trăng và chữ là chữ Lý Ngư Vọng Nguyệt, cũng như là được cách điệu. Đó, bên dưới là hình ảnh là chú cá chép. Bên dưới này thì lại có một cái mặt trăng nữa, là cái mặt trăng này và nó phản chiếu của cái mặt trăng trên này quý vị nhá. Đây gọi là cá chép trông trăng. Chú cá chép này thì đang đớp cái mặt trăng ở dưới hồ nước này. Bên dưới này có hình ảnh những cái chú tôm này, rất là sinh động, chú tôm. Hàng rong rêu, những là chú tôm, ốc ở dưới này. Đây là hình ảnh ốc này. Đó, tôm, rêu, này, ốc ở dưới mặt hồ. Hai đôi cá chép này thì đối nhau bằng chất liệu là 100% chất liệu gỗ vụ quý vị nhá. Và hàng thì là cái khung này được lọng thủng rất là đẹp. À, cắt lọng thủng rất là đẹp và cách điệu. Rồi, quý vị này, mặt gỗ này, gỗ là sau này, gỗ chúng tôi là chọn đẹp, nạc tưng. Đó thì quý vị nào có nhu cầu về cái sản phẩm chanh Lý Ngư Vọng Nguyệt bằng chất liệu gỗ vụ như này thì cứ liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nha. Xưởng ở Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ, số điện thoại là 0987 51086. Website là đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người.